Hello anh em. Chủ đề phá cây của chúng ta hôm nay là một tác phẩm Sam Bông, Sam Nữ Bông. Đấy. Cây rất già và to, phủ bệ. Hôm nay mình sẽ xử lý cho anh em tác phẩm Sam Nữ Bông này. Chỉnh sửa cắt giật ra cho mình nghe. Tán này nó vấn đề là âm tán. Và ấm cái tán này. Thank you.
Tài đi các bạn. Thank you.
Thank you.
Đang làm có một thiên thần xuất hiện. Không biết thiên thần xuất hiện chỗ này chỗ nào. Thiên thần xuất hiện. So đấy, em lên cột toán lên đỉnh rồi đấy, em rất ung dung tự tại. Đây. Tác phẩm này 5 triệu nhưng mà em này là 50 triệu. Chào anh em nhé.